Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay lại channel của mình. Mình là Toàn Máy Đắp, cũng có thể gọi mình là Toàn Đẹp Trai. Đùa anh em tí thôi, nhưng mà mình đẹp thiệt. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu chơi Minecraft hay ship. Và tập này á, mình sẽ đi xuống hang để xem coi bên dưới cái hang trong cái ship nó sẽ có những gì nha. Mình cũng rất là thắc mắc đúng không? Đó, hôm nay chúng ta sẽ khám phá hang động dưới. Ủa, hang động dưới gì ta? Lộn, hang động trong cái ship. Để mà chúng ta xuống được hang động chúng ta phải đi kiếm trước. Nhưng mà mình sẽ đi lấy thức ăn trước nha. Thức ăn trước rồi. Em thấy cũng như lần trước rồi đó. Nhìn cái tháp đó thôi là mình đã thấy khổ đến cỡ nào. Còn mình chưa biết gì bên dưới cái hang nó sẽ có những gì. Thì chúng ta nên lấy đem thức ăn. Cái này vứt một bên hết đi. Thôi, lỗ này mình cũng có vũ khí thì mình đã mang. Cúp thì không cần nữa. Mình đã có một cái chai mình. Diamond Hammer đấy, khá là ngon cơm. Cái này đặt được cái khối luôn anh em. Ôi, mọi người, chúng ta trời tối thì chúng ta sẽ fuck man. Tôi làm gì đâu. Ôi, sao con này nó hung dữ quá vậy. Ôi, cái con này, mày bị điên à. Ok, chúng ta đã xuống được cái hang đầu tiên của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái hammer này mình đập. Không biết nó có gia tài, nó không có gia tài mà được cái đập rất là nhanh. Ui. Anh em, nói thiệt đấy nha. Mấy con creeper mà nó chơi nổi sau lưng mình á. Đối với mình trò đó nó vô dụng mà. Trò con nít. Nói thẳng ra luôn, trò con nít. Mày nổ chết tao chắc. Anh em ơi, mấy con biết bơi mày non lắm anh em. Ây, Toàn là trải qua nhiều nên là Toàn đã quen dần với cái việc đó rồi. Và cái đầu tiên của chúng ta khi đi xuống là mình thấy nó cũng giống như cái một cái bậc thẩm thôi. Rồi cái điểm này có cái nhìn trong bóng tối nên là mình đã nhìn được rồi. Nhưng mà đã hồi hết một cái thì là có thui luôn á. Mình cũng không biết đường mình về đâu nên mình phải cắm đuốc. Tại vì mình vẫn chơi chế độ chết mất đồ á mọi người. Mình mới ơi lắc hết nên là mình mới cẩn thận. Người chết mất đồ đó anh em. Cái gì, cái đó là cái gì ta? Cái dây mà. Rồi cái cục xanh xanh này cái gì đây? Để qua thử. Bắt nó bệnh. Nói chung ở trong cái ship á, mình chưa có chơi nhiều nên là mình không biết nhiều. Rồi, trong mình cái gì đây? À, cái này là đồ ăn trong hang á hả? Ồ, được bay. Nhìn nó giống cherry đó nhỉ. Thôi, nhưng mà nó ngon là được. Nó ăn được là tốt rồi. Coi như là dưới hang chúng ta có đồ ăn nhưng mà nó khá là ít. Nó gần là 1/2 của cái thanh một thanh thức ăn thôi. Thôi kệ. Có còn hơn không? Ôi có kim cương, kim cương. Rồi. Ây da, chúng ta được một cái nhẫn kìa. Kim cương nhiều thế. Ok, mình đang cần một cái giáp kim cương. Mấy cái phụ phép, mấy cái giáp sắt này chuẩn bị hư rồi. Đó kim cương nha anh em. Mọi người mình cũng quên nói rồi. Đau đó. Mình quên nói với mọi người là ở trong này á, anh em có thể ra một thử thách gì đó cho mình đi. Mình sẽ làm được hết cho anh em. Ở trong Minecraft bình thường thì mình cũng có thử thách và trong này mình cũng có cái thử thách. Tùy anh em muốn cái thử thách gì cũng được. Mình làm tất dầm ba cái thử thách dễ ẹp. Nhưng mà ví dụ như là các bạn thử thách mình bên Minecraft sinh tồn bình thường thì mình khi nào mình ra video đó thì mình mới làm được thử thách đó. Còn anh em mà thử thách bên Hatchet thì mình quay Hatchet thì mình mới làm. Nên là anh em đừng có lộn là mình không làm nhá. Nó dở tối thui rồi anh em. Mình hết cái nhìn trong của cái này cái gì đây? Cái này là cái gì? Không cần đâu ha. Nghĩ nó cũng có chặt bắt được gì. Ủa kim cương hay quá. Bây giờ hiện tại chúng mình đang ở cái tầng 44 thì cái tầng này nó cũng chưa có gì gọi là nói chung là chưa có gì là hay ho đâu. Mình sẽ xuống sâu hơn. Hay kim cương trên tầng này rất là nhiều, có nhiều sắt thì đâu cũng thấy á. Để coi tập này mình sẽ được bao nhiêu kim cương ở trong cái ship nha. Rồi ấy kim cương nữa kìa anh em. Trời ơi kim cương hoài luôn. Ủa chúng ta lấy được một cái bông hoa mai đơn, nó hoàn thành được tiến trình. Còn kè nó đang me mình tặng mày hoa nè, bà mày với tao, thằng nhóc, bay, tối thui vậy bay. Bây giờ mình lên mình vơ vét kim cương cái đã, trời ơi, giàu luôn á trời, đã quá, bốn cục nữa, kiểu này thì giàu sớm. Ôi, anh em, mình không biết cái quặng này cái quặng gì nhưng mà mình đọc rất là lâu, nó tên là gì ta, cái gì mà mình để mình đọc mình biết sắp chưa, Rosite O, mình không biết cái quặng này là quặng gì, mà thôi mình cứ lấy, nhiều khi mình biết đâu mình cần rồi đúng không? Đó, bây giờ chúng ta đang ở tầng 20. Ơi, tập bắt đang từ trên kia chúng ta còn tầng 20. Công nhận nhanh thiệt chứ. Từ từ bình tĩnh, cái hang này rất là rộng. Cái gì đây? Ruby thì nó quý hơn kim cương mà đúng không? Từ nè. Công nhận thường tao sợ là mình sợ mày. Mang mày nhận độc ra đây. Lúc đó tao mới sợ. Ủa cái này là cái gì đây? Có tờ heo. Lão quá mọi người. Ai biết thì mọi người giải thích xuống cho mình nha. Rồi chúng ta làm được một cái nạch ni che. Nhìn như cái tải bé vậy trời. Thiệt anh em nhìn đi. Nè,
Ba những cái tảng bé vậy. Kim cương. Ờ không, chúng ta không cần kim cương nữa rồi. Chúng ta đang cần cái gọi là ruby. Cái kim cương kìa. Nó không cần nhưng mà mình vẫn đào chứ. Bả nhanh quá anh em. Lây hoay từ 20 đến 40 luôn. Cổ trong này rất thường á. Đi đâu như quỷ gì vậy. Bây giờ á là để mình vơ vét xung quanh đây cái đã. Rồi mình sẽ đi xuống dưới cho anh em. Ờ, ở kia nó có cái thằng nào vậy ta. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ồ, trong game này cũng có gặp xiết trung ương chú hề hả? Mấy khi đánh mình nó khỏi kèn kìa. Ủa hết xiết cũng có con chú hề hả trời? Trời, có nó phải con boss không? Mạnh lên! Mày nổ mạnh lên! Dâm ba cái này mà làm khó được anh nè. Ui, cái gì đây? Nói chung là mình lấy. Mình thấy cái cục này nó cũng đẹp. Mà nó không biết có hiếm không? Anh em comment giúp mình cái quặng nào hiếm nhất ở trong cái ship nha. Mình đi đầu mình không biết cái quặng nào hiếm nhất hết á. Đầu mình chỉ có kim cương thôi. Kim cương ruby. Quần què vậy, cái quần què vậy, mày chơi mày hù ma tao hả? Ê, tao có 500 anh em trên YouTube nha. Mày đụng tao đi, anh em tao đọc mày chết. Cái gì vậy? Nightmare mày ma cỏ gì tao. Ui, con thần chết anh em à. Nó con thần chết. Càng xuống sâu rồi càng có mấy con quái vật. Đúng không mọi người? À, có con dơi hả? Sao đâu? Shadow gì á. Ờ nghe tiếng cũng ghê á. Mày ra đây. Ủa? Mày đánh sao? Mày á. Ui cái con này nó như con ma vậy trời. Tàn hình luôn á. Mình chỉ thấy cái thanh máu thôi. Thì cũng đỡ ha. Chưa có thanh máu. What the? Gì ba? Từ từ. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Mày giá kim cương hả? Mày hả? Châu giá kim cương hả? Non. Má mà cái đó cũng làm mình hết hồn á. Nổ. Ui, non quá nè. Vứt nè. Tại 28 kim cương. Ủa đi mày. Nhiều kinh khủng luôn. Vứt. Coi bây giờ mình phải như mình chưa xuống đủ sâu chúng ta, mình đang ở tầng mấy đây? 20 rồi. Để coi xuống sâu được hay không nha. Theo mình nghĩ nha anh em thì cái cục ruby là cái cục quý nhất. Thì mình chỉ biết vậy thôi. Tại vì ruby cũng nói gom ra thì so với kim cương với lục bảo thì ruby nó vẫn hơn mà đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là ruby nó vẫn hiếm hơn nên mình sẽ lấy thật nhiều. Thôi nào, đây đứng nha đó, mất hết đồ đó. Rồi cái gì đây? Giữ lại. À, hồi nãy là có hai cái túi. Có một cái búa vàng, tí táo vàng được nè. Bình máu, rồi còn lại thì bứt. Kim cương đúng không? Lấy luôn. Luôn, gọi cái bình gì đây? Tin go. Nó là lấy tin go, thôi bứt. Mình sắp bị chập túi đồ đó anh em. Đây, ruby. Ta lấy được 7 cục ruby. Thì để xem coi một cái bộ giáp của ruby nó có thể trâu hơn kim cương được không? Cho sẽ so sánh giữa hai bộ giáp đó nha. Sau khi chúng ta về nhà. Rồi mình nghĩ mình sẽ cá trước. Mình sẽ cá trước là giáp ruby nó sẽ trâu hơn. Còn anh em thì nên cá ngược lại với mình đi để cho cuộc chơi nó thêm hấp dẫn. Để xem coi ai là người đúng nha. Đây, ruby. Thấy rồi. Trời, có ruby không thể nào bỏ qua được. Ê, kim cương này đúng không? Một cái khu gì ngon nha, ruby nó lại nè. Rồi, ruby. Nửa cho kiếm, nửa cho hoài vậy em nội. Rồi, chúng ta uống thử cái chai này đi. Ê, trời ơi, như cái gì á. Không có cái cục này à, cái gì. Rực cái gì, rimi, Thôi chạy, lấy hết. Ta giờ nó làm mấy vũ khí mà sẽ thánh đam sao. Rồi, cái tả giấy này làm từ cái quặng luôn nè. Lấy về luôn. Tả giấy em bé. Cái quặng này là đi che nè. Mình đọc tả giấy em bé. Còn tôi thấy cái gì vậy mọi người? Cái lòng đó rồi. Sợ quá. Từ từ, bình tĩnh. Ta lên rồi mà đọc cái lòng liền nè. Ủa phức. Có boss nữa. Vãi cái boss ai da phơi nó quăng mình. Ê mình bỏ qua đồ. Đào. Từ từ. Được rồi, bình tĩnh. Nhiệm vụ của mình là đi xuống đây mình thu thập mấy cái này. Nếu không rảnh đánh nhau mình chết mất đồ á, không như công sức từ đầu tập đến giờ mà không lấy cái gì mình chết đụng hết. Mệt quá, có kim cương ăn ủi. Ngon, mà lim. Rồi, không cần. Thái đỏ gì đây. Mình ăn hết cái tấm thức ăn này, mình chừa chỗ cho mấy cái đồ kia của mình nữa.
tụi này nó mạnh quá anh em à. Mà không sao không sao. Ta lo được. Giờ mình sẽ đánh gì cái góc này nè. Để mình đi xuống đây thử coi. Mình đánh từ mình đánh vào cái hai cái chỗ đó phía đây. Đó. Rồi ta hoàn thành hai hành động. Bây giờ chúng ta không cần làm gì hết. Này mình sẽ farm. Mình không ngờ nó sẽ ra một con boss luôn á. Mà không phải là một con nữa mà là hai con. Boss thì nó nguy hiểm quá. Thôi là mình có thùng nước rồi nè. Không có thùng nước nó chắc thành lục rồi đó. Không có nhìn bị đánh rồi. Đồ rất là đồ khủng phép như vậy. Từ 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 từ. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tao chưa bình tĩnh. Còn có phù thủy nữa. Ê, skin này là có gì không? Fly, fly gì đây? Thôi giữ lại đi. Mấy tiếng Anh cũng thích mà giữ á. À, bây giờ là tôi sẽ quăng cái gì ra đây trời ơi. À, holy soul. Bắp. Đầu zombie, bắp. Con phù thủy rồi. Tao mà bị nóng mày á. Mày quăng cái mặt vô mặt tao. Chết vui á. Hiếm gì mà hiếm khác dữ trời. Đúng một cục duy nhất luôn. Ai, ok. Giờ thu thập từ từ làm nguyên một bộ giáp mạnh nhất trong Minecraft. Mới tập thứ ba rồi mọi người thấy mình chơi ghê không? Đấy, mình là thích đẩy nhanh mấy cái này lắm. Ừ. Mình thích đẩy nhanh mấy cái này để mình khám phá mấy vùng đất mới rồi, cho mọi người tham quan rồi mọi người có thấy hay gì mọi người tải mọi người chơi. Mình sẽ có một cái video hướng dẫn mọi người cách tải hết tiếp đơn giản. Ê, hai cục. Ui, một tên nói hai cục luôn. Keo cũng cho được hai cục nè. Anh em đi mai nhớ đừng quên mang theo nước nha. Vậy nó sẽ thuận lợi hơn. Một cục, hai cục. Chúng ta 38 kim cương rồi. Nhiều lắm á. Một lần đi mai vậy nhiều lắm rồi đó. Ở đây nãy mình đã để có kim cương. Đây đây, kim cương đây. Ồ mọi người ơi, giờ to rồi. Nãy một đêm chắc phải phụ phép cho cái búa thêm gia tài quá. Ngon quá, ép thêm cái gia tài nữa rồi. Chết khỏi nói. Ủa, đường lên của chúng. Ý, đường lên của tụi mình ra qua đường cũ rồi nè. Vậy mọi người à. Mình cứ tưởng mình bị lạc rồi chứ. Nó mình qua đường cũ rồi. Thì mình khám phá hết đây cái đã. Đây đây. Nó kêu cái gì vậy? The Asian is over for now. Cái gì? Con boss nào nữa hả? Đây đây, từ thật này luôn. Hên quá, tính đứng là lụm. Mà ngẫm rồi, kém rồi xuống lava bơi rồi. Hết rồi hả? Ở trên kia như cái sáng mình như là trời rồi, chỗ đó đi rồi luôn. Hai người nó cũng quay lại đường cũ rồi. Chúng ta sẽ đi vô bên trong nữa đi. Thì đây là đường cũ nhiều quá. Nãy giờ đang đi mai bình yên. Đi xuống đây nghe tiếng sợ quá. Mở quay liền. Ơi, tại tôi tạm dừng, tôi đi mai một chút xíu thôi. Ê, chú Hề hả? Cái gì vậy? Ai cái tiếng sợ trời. Dưới đây toàn nó điên không ạ? Sợ quá. Nãy mà đi vòng được 57 kim cương hả mọi người? Trong một tập mà mình được một stack rồi đó. Khủng chưa? Trời ơi, khủng khiếp luôn. Ruby cũng gần một nửa rồi. À, Ruby là 21 luôn rồi. Đấy, một lần đi mai vậy mà nó giàu thực sự luôn chứ. Chắc mốt livestream đi mai dưới dưới trong hết ship à. Rồi. Giàu to. Cái gì vậy? Ngọc Ruby hả? Chắc không cần đâu. Mình sẽ quên, mình đang có cái tính làm cái trò là thu thập tất cả các quặng ở trong Minecraft. Hết ship. Để mình so sánh mấy cái đam đó mà. Để từ đây, từ đây. Bây giờ túi đồ đang rất là kẹt. Mình dư quá rồi. Dưới đây là cái gì nữa đây? Ở nữa nè, nghe tiếng gì kìa, sợ dữ chà. Cái gì vậy? Mọi người nghe mọi người. Tôi mở cái tiếng khá lớn nên tôi nghe mọi người nghe. Ơi, à cái con Shadow này hả? Thất hồn ba. Khùng, mở không thấy con đó được luôn á. Nội tàn hình à. Con mở, con nó mà đi. Con nó mà đi tìa gái vậy chắc. Không ai biết. Rồi, không sâu rồi. Cũng là một cục ruby. Đi đi một vòng nữa cái nè. Tôi đang đi xuống mọi người. Lật quy cái đó luôn. Nè, nó ra nữa nè. Mà chúng ta farm, chúng ta farm được. À, ngu mày, ngu hả mày. Ngu nè, ngu. Cái con phù vẫy nó thấy. Tờ heo. Mày quăng, tự quăng thuốc hả? Mày hả? Mày kêu con nhện độc qua đây á hả? Giáp thiên cương, ba giáp luôn, châu dữ trời. Ngáy mà không đập cái mặt nó nữa. Đau 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 đau. Nó đập hết đuốc mình, nó mới cắm mà nó đập hết luôn chứ. Mấy quá rồi này. Ê, nhận hai nhận. Cái gì vậy? Ma nữa hả? Trời 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 trời. Trời 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 ơi. Má mày gắt hết shit con mà. Giờ mới biết luôn á chứ. Nãy đánh nó mà nó hiện lên tín hiệu lên chữ God luôn á. Ôi chịu rồi. Ây da đau quá. Ăn ăn thêm. Con ngọc bảo rồi nè.
độc này kéo dài bao nhiêu giây mà. Trời ơi, nó lâu quá. Vừa thuốc độc vừa con nhện hang. Ê, ngọc bảo nè. Ngon dữ ta. Lụm. Có quặng thì lụm hết. Tập này mình chắc ở dưới đây mai thôi mọi người. Thì mình khám phá dưới đây mà. Thì tổng sơ lược qua thì từ nãy giờ chúng ta chỉ có thấy gọi là cũng mấy con quái dưới đây thôi. Cũng có con ma nè, thần chết nè. Thì cũng chỉ có vậy thôi chứ đâu giờ sợ mà đúng không? Chứ mình còn không thấy sợ mà. À, mọi người ai đầu tiên thì đứng xuống hang mình nha. Ngủ anh em vô chơi cho đỡ sợ. Cái quặng gì đây, quặng mới. Từ từ mọi người mình đặt cái Romeo cái này mình thấy nó cứng, mình thấy cũng quý á. Thôi nào. Đây. Rồi cái quặng ở đâu? Đây nè, để bỏ cái gì ta? Mọi người phải lựa chọn khó chịu thế. Rồi, cái này mình thấy đúng một quặng duy nhất. Không biết nó có hiếm hay không. Mà đi giờ nãy giờ nát cái hang, thấy cái quặng này. Chúng mình cứ lấy hết đi. Thì anh em sẽ chỉ cho mình sao đúng không? Để leo bên này kìa. Con gì hú hú vậy? Cái gì vậy? Nói đây cũng có vẹt nha. Cái gì? Cái con này cũng có dây nữa hả? Mày láo. Láo. Con này đúng láo luôn. Nó cũng có dưới đây nữa trời. Sắp chắc là vị trí. Thôi một miếng nước bò này no. Giàu quá mọi người ơi. Ngọc bảo cái này. Đây có một cái. Ủa. À bây giờ lắc mọi người lắc. Mới bị lắc. Ê, trời ơi, kim cương nó nằm ngay góc dưới đây luôn. Và chúng ta được 64 viên kim cương. 65 viên kim cương trong một buổi đi mai. Rồi chúng ta đi về được rồi. Thì mình sẽ xuống đây sau, mình sẽ đánh dấu vị trí ở dưới đây. Thì khi nào mình sẽ đi xuống lại. Cái hang này cũng rộng ghê á. Làm giàu không khó ha. Nãy giờ đi một cái hang mà nó ra chục cái luôn. Ok mọi người thì mình đã tìm được tất cả. Không phải, chưa nha. Mình chưa tìm được tất cả. Nhưng mà mình đã tìm được rất là nhiều kim cương và khoáng sản. Và mấy cái khoáng sản khác nữa. Thì mình tìm bằng cách là mình dịch chuyển. Đây thì có mấy cái hồi nãy mình đã đi khắp nơi, mình đã di chuyển rất nhiều để mình tìm cái nguyên liệu nhanh hơn thay vì mình quay clip nó lâu đấy. Mình giờ mình có thể xuống hang được, mình có thể về nhà được, nó rất là nhanh nên là mình lấy được rất là nhiều đồ. Đây anh em đoán xem, đây là một trong những khoáng sản mình tìm được ở dưới hang nha. Thì mình không biết là cái nào là cái mạnh nhất nên là anh em đoán giúp mình nha. Theo mình nghĩ là một là cái này là mạnh nhất, hai cái này mạnh nhất, cái này mạnh gì đấy. Còn lại anh em thì anh em sao thì mình không biết, nhưng mà trước mắt thì mình thấy mấy cái quặng này rất là mạnh. Cái quặng này nè, thấy nó cũng ghê. Cái quặng này mình làm cái kiếm rồi, nó chém như là chín đam, cái chém được chín tim, kiếm là chém chín tim. Cái này chỉ có 6 tim thôi, cái này như 13. Và cái này thua rồi. Nhưng mà mình không biết cái này làm được cái búa hay không. Nhưng mà trước mắt á là tập này mình đã tìm được một đống tài nguyên như thế này nè. Đừng có anh em mà thử thách mình tìm một stack kim cương trong vòng một tập nha, thì nó quá là đơn giản rồi. Thì giờ mình sẽ dẹp hết tất cả các mấy cái đồ mà mình đã tìm được. Còn ở dưới nữa mọi người, đây ở dưới đây nữa. Đây đóng hết thang luôn á. Mọi người hiểu cái cỡ nào rồi. Đây cái thang ở đây thì mình lại chia trên này ta. Mình còn làm ở dưới nữa. Đây. Ủa, đây vàng nè. Khoai tây để ăn chứ. Giờ mình thì là mình hết sạch thang luôn. Một lần nấu hết sạch thang luôn. Đây, mình sẽ dẹp tất cả tài nguyên mình đã tìm được trong tập này. Ô, có cả vàng, hồi nãy mình quên bỏ vàng vô nha. Giờ mình đã có thêm vàng. Rồi đó, đây là tất cả tài nguyên mình đã tìm được. Thì mình tính là một cái bàn phù phép luôn, mình đã đào sẵn 4 cục thạch. Thì mình cũng có điều là mình không có mía, nên mình đi cầm mía nha. Sắp chết tới nơi còn yêu thương nhau nữa. Vậy ba thôi. Nè. Rồi đó, đi ra xa hơn, nghe chết dễ hơn. Ok, tập của mình sẽ kết thúc tại đây. Anh em thấy video hay nhớ like, subscribe, share cho mình để mình tiếp tục video tập tiếp theo của Minecraft Hexit 1.12.2 update. Mọi người đừng quên ủng hộ mình trên nền tảng YouTube, TikTok và Facebook. Và đừng quên 7 giờ tối mỗi ngày đón xem mình trên stream Nemo bên Nemo nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.